Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cặp phụ âm mới. Đấy là và Để phát âm được âm đầu tiên, các bạn sẽ phải để răng của hàm phía trên lên cái môi của hàm phía dưới như sau. Các bạn sẽ đẩy khí ra rất là nhẹ và không rung khoang họng của bạn. Đối với âm thứ hai, các bạn khẩu hình điệu vẫn như trên, tuy nhiên thì họng các bạn sẽ phải rung và lực khí đẩy ra không mạnh bằng âm thứ nhất. Lại cho mình. Dưới đây thì mình sẽ có một số từ để các bạn tập theo cho mình như sau. Với âm mình có fine, fine, life, life, tough, tough. Mình có một câu như sau cho các bạn tập theo. I find it hard to get a job. Lại cho mình nhé. I find it hard to get a job. Với âm thứ hai, mình có một số từ như sau. Vine, vine, love, love, reveal, reveal. Mình có câu như sau cho bạn tập theo. I am in love with him. Lại cho mình nha. I am in love with him. Chúc các bạn học vui.